Đây bây giờ mình đã ướp xong rồi các bạn. Ướp như vậy. Còn nghe sẽ tế xả tỏi với một chút đường, một chút bột ngọt với một chút nước mắm. Xong rồi. Lát nữa mình bắt lửa lên. Chứ có than rồi mình nướng mà. Đừng coi coi nó có mùi vị sao. Vậy thì các bạn để coi video mình tiếp theo nhé. Đừng bỏ qua và dùng đăng ký kênh like video với bạn. Đây. Nó chạy ngon luôn. Đây là lò nướng gà đây bạn. Lò tự chế. Chỉ có mấy viên gạch thôi. Nướng không đàng hoàng là vô lò hết luôn. Bây giờ Út Quýt cầm một thau gà đấy các bạn. Này gà gì á? Gà nướng hay là gà gì? Gà nồi, gà nồi. Gà nồi á? Gà nồi gì gà thau. Ok, bắt lên được rồi. Bỏ lên đây rồi. Rồi trả qua trả lại. Lọc phía tô mồ. Cầm cho nó bắt lôi. Giờ ít cải thang chút đi. Để cho nó chào quá. Lật bên kia lên trước. Ôi, chín trong trước á. Ủa, bên trong giống nhau vậy. Đồ nghiện đem ra trời ơi. Ủa bên này các bạn coi là Út Quýt này. Đang nướng gà. Gà nồi. Bỏ lên là chừng nửa tiếng vậy là được bút rồi. Bíp. Khi ra vậy là bíp rồi đó. Nè đây nè. Ok. Làm đừng cho nó khét. Khét nó nghĩ đi. Nghĩ là vip slip luôn ạ. Heo. Lửa đang cháy nè, than 15 phút nữa là chết rồi, bước được rồi. Lại một lần nữa là các bạn gặp Út Quýt xong tụa. Bây giờ đang chở gà đây các bạn ơi. Qua vip slip luôn. Thơm lắm các bạn ơi. Thơm. Biết là ngon rồi. Dạ, tập bạc khăn nó người. Chẳng hấp lâu thấm nó như này, tập lập khăn nó chẳng hấp dẫn. Rồi xanh như này nè. Ngon mới thơm nhất luôn. Là gì? Lạch. Ủa rình ổ chỗ đích đó là ngực đúng không? Đi quạt tôi ní.
nhà tụp tâm ơi. Mặt xua phụ ốc quyết không? Có đơn rồi. Đó nó lòm các bạn, có cảm giác là chảy nước miếng đấy. Đó đó rồi, đó rồi, đó rồi, cái chân đỏ á, sao mà rung rung thế. Đó rồi, kiếm hai ba chai gì là tối là ngủ phê luôn. Bây giờ thì đang chét cái gia vị vô cái trứng bẻ rồi. Đi vào. Lý vào đang chét. Chét trứng. Sao mà rung rung thế? Uống tlap anh hết tlap ở à đang xay trong chọc rõ mới chấp ảnh. Ờ. Tại sai cho nó bị cỏ mà sẽ bẹt chứ. Yeah. Không mới thịt nữa. Cái đùi đó. Chạy nước miếng. Chạy nước miếng phập phập phai. Mà nướng cái này thì ăn cơm là không ngon. Nhậu được. Nhậu được. Nhậu là hết sảy. Bảy con và bảy. Uống bia. Uống bia. Chập mòn ngoài hàng đó. Chập mòn thì tam pre ấy. Còn gì nữa đâu? Bảy ơi, nâng ơi. Ngon ăn. Để mới khắp chiếm. Mình ngoài bắt lập. Để chân quân khói đặt tiệp bánh xì khiu lâu nữa anh. Từ từ thôi, từ từ rồi cũng nhờ mà. Hấp tấp là nào, đứng đứng gà cũng lên YouTube nữa nè các bạn ơi. Đừng quên cho một cái like, đăng ký kênh, đi chia sẻ video với các bạn. Cho Úc Quýt xóm tụa và Lý Giao. Hả? Mòn phùng à, cồn đừng bùm ăn đấy. Chào mơ, xua bánh nhóm ạ. Mày rau đi. Hả? Ngăn đấy. Ngăn đấy. Ồ. Ở đây là đám sao đấy. Bíp ơi, không thua mấy gì người nướng thịt ngoài chợ đó các bạn ơi. Thơm lắm nha. Thơm à. Thấy vậy chưa thơm. Nó sẽ thơm luôn.
lần. À, tôi nó ơi mạnh bạn bay lá li mô tê chẳng ngọt chị cái bà chẳng ô bình nâng bài chừng phật bạn phật chế phật nè nhỏ bài chứ mày tin tôi bỏ nè thấy chưa các bạn đỏ nè đó, rồi. À, thơm luôn phải dẫn chơi đâu ha mình mẹn liên xoay cho mẹn lùm lùm đấy chẳng ấy nhỉ, có hòm này và khát tạp à chui đây với trình mòn đấy có sọc trình mòn đây nâng thơm lắm ăn bạn ơi một con gà nồi hòm thì kiệt này tụi bây giờ tí tốt với chẳng này có chẳng một khang xin tốt đây các bạn ơi, chín rồi bây giờ đã chín rồi cho anh cả nó hạ hỏng rồi các bạn chín quá là ngon.